với một bài cầm AC, Sẻ đang tự tạo cho mình một cái hốc phải nói là cực kỳ mắc binh rồi. A few moments later. Và cái phần thưởng 98 nó sẽ không dừng lại ở đây anh em nhá. Nếu như em giành chiến thắng ở trong một trong hai nội dung sắp tới, đó là ACA hay là solo cung đợt xem thần tiễn, thì cái phần thưởng dành cho 98 nó còn cực kỳ nhiều hơn nữa anh em ạ. Và ta sẽ đến với nội dung ACA ở trong buổi tối ngày hôm nay, trận đấu này. Sẻ sẽ là người cầm Asian và 98 sẽ là người cầm Yamato. Chúng ta cùng xem là chim sẻ nắng sẽ phải giải quyết 98 như thế nào. Tôi thì vẫn đang rất là tự tin trong kèo solo cung R sen. Sẻ điều R vẫn hơn 98 phải tầm, tôi nghĩ là phải tầm 1 đến 2 trình. Đấy là cái nhận định của cá nhân mình thôi nhá. Còn quan trọng là trong nội dung Asian này thôi. Nếu như mà thất bại trong nội dung này nữa thì thôi, xin phép là cái cụ là gãy. Và đã có những bài dò đầu tiên tới từ game thủ chim sẻ. Vỡ bài đấu được cầm Asian đối đầu với Yamato trong tay game thủ Vimenu 98. Về cơ bản thì trong nội dung Asian này thì các game thủ vẫn có thể, đó là một bài đấu dâng lờ tới từ Yamato để có thể chơi con Asian này. Nó sẽ rất là rát anh em ạ. Những bài dò đầu tiên tới từ game thủ chim sẻ. Tất nhiên là khi mà bình luận đây thì mình sẽ không thể nào mà nói nhiều về thế bài cũng như là bài vở của game thủ được. Cảm ơn NoSaiBen với 200 sao đã donate cho game thủ chim sẻ nắng nhá. Đánh ở địa chỉ nào vậy Hải? Hiện tại thì các game thủ đang đánh trực tiếp tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Láng Thượng anh em nhá. Hiện tại ở đây vẫn đang rất là đông anh em có bạn đây theo dõi rồi. Và đây cũng xem là sẻ sẽ cầm con AC này như thế nào. Về cơ bản thì các game thủ ở link 1 hay là link 2 thì họ vẫn rất thích cầm con Yamato trong kèo ACA này, bởi vì con Yamato chém rát, AC rất khó đỡ. Nhưng mà sẻ thì lại khác. Theo như nhận xét của cá nhân chim sẻ nắng thì cầm con ACA này dễ dàng để có thể điều tiết cái thế trận và cái lối đánh trong kèo ACA Yamato này hơn. Và sẻ sẽ chủ động chọn ACA. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo ACA này, các bạn có thể để lại phần bình luận đúng không ạ? Biết là hiện tại mấy anh em fan hâm mộ Vitamin ở bên dưới thì tôi thấy là Mạnh Hào Việt Béo đang rất là sướng rồi. Hạ gục được chim sẻ trong nội dung Soul Anthem. Và bây giờ đến với nội dung ACA. 98 thì anh em có thể theo dõi trên fanpage AOE giải đấu và trên fanpage Vitamin Network AOE nha. Cảm ơn Nguyễn Văn Mạnh với từ quý năm đã donate các anh thủ tham gia giải đấu ạ. Thank you anh rất nhiều. 3098 win. Ây à. Vâng, anh Quỳnh, chủ tịch của Vitamin, vẫn đang rất tự tin là 98 sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong nội dung ACA với tỷ số là 3-0 trước chim sẻ nắng luôn. Rồi, như vậy là bài vở cũng xem về đồ ăn tới từ cái đủ chim sẻ. Bây giờ là cách cơ cấu nữa thôi. Quan trọng là cái cách cơ cấu. Và trước khi đến với những tình huống giam xanh ở trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ Kim Cương giải đấu. Đó chính là nhà đi chợ hệ thống quán nhậu tự do với 17 cơ sở, xin lỗi các bạn, 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do với rất nhiều những món ăn ngon, những không gian mắc binh chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Đặc biệt, hệ thống quán nhậu tự do đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill khi anh em đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nắng. Thì các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận được ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill. Hoặc là anh em có thể liên hệ qua số điện thoại hotline. Khi mà nghỉ giữa trận thì mình sẽ mở số điện thoại hotline lên để anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline này để có thể đặt bàn. Hôm trước thì chủ nhật tuần trước mình có đến quán nhậu tự do cơ sở Mega Grand World, đó là cơ sở thứ 14 của hệ thống quán nhậu tự do. Và đặc biệt với các bạn luôn là cơ sở quán nhậu tự do ở Mega Grand World là quán nhậu tự do đẹp nhất vịnh Bắc Bộ luôn anh em ạ. Nếu như anh em nào chưa đến và anh em có thời gian hay là có gần đó, anh em có thể tạt qua và chiêm ngưỡng qua, thưởng thức qua những món ăn, những không gian tại quán nhậu tự do cơ sở Mega Grand World. Thực sự là mắc binh anh em ạ. Trước đây mình có gọi điện vào số điện thoại hotline đặt bàn. Các bạn đã bảo là anh muốn đặt bàn bên Mega Grand World. Ừ đúng rồi. Anh cho em xin tên. Mình bảo mình tên Hải Mario. Ok anh thì anh cứ đến thôi. Em cho anh vị trí đẹp nhất. Ok luôn, ưng luôn anh em ạ. Và như vậy là con voi tiếp theo sẽ đưa về thành cho thủ chim sẻ. Cảm ơn Đỗ Duy Lâm với từ ký 9 nha. Một số anh em đang muốn mình phóng to mã QR code một chút thì xin phép anh em mình sẽ zoom to cái mã QR để anh em có thể dễ dàng quét mã cũng như là chụp ảnh lại để donate cho thủ tham gia giải đấu lần này. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.
98 thì cầm đi Amato, mình nghĩ là sẽ vài đấu đi dâng thôi để có thể sát với chim sẻ ở trong trận đấu này. Quan trọng là cách cơ cấu của chim sẻ và đỡ nhà trước chim 98 như thế nào thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã nhìn qua được cái cách cơ cấu của thủ chim sẻ đây rồi. Ok, em vừa cho to mã QR code lên rồi. Cảm ơn Nguyễn Văn Thắng với từ kia 2 đã donate các em thủ tham gia giải đấu ạ. Đang cơ cấu nhà cửa của mình. Quan trọng là chúng ta phải ít nhất là tụ được quân với con Acerian này. Ít nhất là phải tầm 3 turn chẳng hạn, nhẹ nhàng phải tầm 3 turn. Rồi thì thủ con giò đối phương như thế nào nữa. Đang khá là căng ấy, đây là vẫn đang nín thở bóp cò đây. Anh em Vitamin thì rất là rát rồi. Hôm nay Truy Mệnh lại vừa dã game thủ Dưa Chua 3-0. Mạnh Hào thì lại dã Nam Sông Q 3-0. Như là một tín hiệu gửi đến 98 với kiểu thông điệp vũ trụ anh em hiểu không? Gửi 98 Bắc Bình thế. Vâng, như vậy là theo thông tin nhận được đến từ chủ tịch của team Vitamin, đó là nếu như 98 giành chiến thắng 3-0 trước chim sẻ nắng thì chủ tịch của team Vitamin sẽ tặng 98 một chuyến du thuyền 5 sao cùng người yêu và bao nhiêu người yêu cũng được. Ấy, sao ngày hôm nay anh em tặng 98 nhiều thế nhở? Chết giờ rồi, chuyến du thuyền 5 sao đi cùng người yêu và bao nhiêu người yêu cũng được. Một động lực rất lớn dành cho game thủ Vitamin U98 tới từ chủ tịch Nguyễn Đăng Quỳnh. Quyết định treo thưởng cho 98 nếu như hạ gục sẻ 3-0, tặng cho chuyến du thuyền 5 sao cùng người yêu và đi cùng bao nhiêu người yêu thì anh cũng ok. À, rình rập con cá mập tới từ game thủ Vitamin U98. Nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ có tình huống bò bế rồi. Rồi, như vậy là bắt được con giò bên phía đối phương và mất mất một dần tới game thủ chim sẻ. Game thủ 98 vừa có tình huống rình rập ở đây. Nói chung là sẻ đang cơ cấu được, tạm thời đang cơ cấu được những cái cơ sở của mình. Vấn đề bây giờ là cần tụ quân nữa. Một cái ruộng đang chưa làm ăn. Rồi ok, cũng là đã có 98 sẽ có rất đông chém nhá. Rất đông chém thì với thủ Vitamin U98 bởi vì đơn giản 98 chưa mất gì cả. Mọi thứ còn quên. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Nam với 5 số 8 đã gửi tặng cho game thủ tham gia giải đấu. 98 win em nhé. Rất nhiều anh em đang muốn donate cho game thủ Vitamin U98, cổ vũ 98 trong buổi tối ngày hôm nay. Càng đẹp đẹp. Vâng, cảm ơn Lương Văn Hải với 5 số 3 nữa. Thank you anh em. Bây giờ thì về cơ bản là cái hốc này chúng ta đã bo toàn nhà cứng và sẽ bắt đầu tụ quân, chờ công nghệ đó chính là giáp 4 để có thể bắn 98. Vâng, như vậy là các bạn có thể nhìn thấy ở bên phía tay trái màn hình với anh Dung Nét, một cái nhà chiến thắng dành cho anh Dài với 7 số 6. Sẻ ơi cố lên. Và tất cả những fan hâm mộ của 98 gặp anh Dung tắt điện hết. Và anh Dung vừa donate vào 7 số 6 dành cho game thủ tham gia giải đấu lần này, cổ vũ chim sẻ. Anh Quỳnh thì vẫn bảo du thuyền này mà tặng anh Dung nét thì hết nguyên một cái. Ôi ôi, cảm ơn anh Dung rất nhiều nha. Thay mặt anh em game thủ cũng như là đội ngũ bình luận viên, cảm ơn anh Dung nét. Một lát nữa thì sẽ xin phép mời anh tặng 7 số 6, em xin phép mời anh 6 chai. Quá tuyệt vời đến từ anh Dung. Vâng, cũng quay trở lại với trận đấu này, cảm ơn Nguyễn Mạnh Cường với 9.800 đồng đã donate game thủ tham gia đấu. Đây chắc chắn là fan hâm mộ 98 rồi, càng đét đẹp luôn. Sẻ đang cố gắng đi tìm đường công vào nhà của anh thủ Vitamin U98. Giáp 4 đã có cho cung R đây rồi. Anh Dũng đẹp trai không ạ? Vâng, như vậy một số anh em đang hỏi anh Dũng có đẹp trai không thì đơn giản thôi, anh Dũng có thể nhìn lên màn hình và chào anh em cái đâu ạ. Vâng, xin giới thiệu anh em, anh Dũng đang vẫy tay chào anh em đây, cạnh anh Dũng là anh Tiến luôn. Vâng, anh em thích xem anh Dũng em mời anh Dũng cho anh em xem luôn, đơn giản luôn, ok chưa? Vâng, cảm ơn đuôi 531 với 5 số 5 đã đuôi đến cái thủ tham gia giải đấu ạ. Rồi, đang gì ở chém 98 tới chim sẻ. Bài 98 là bài đi dâng lờ nên tất nhiên nhà cửa sẽ rất long quang rồi, và đó là cái lợi thế. Khi mà không bò bế được thì 98 sẽ rất dễ bị móc máy, rất dễ bị rỉa. Và với những con cung AC giáp 4 thì câu chuyện nó lại khác. Và các bạn nhìn thấy với một bài cầm AC, sẻ đang tự tạo cho mình một cái hốc phải nói là cực kỳ mắc bình rồi. Sẻ đang tự tạo cho mình một cái hốc rất là mắc bình và 98 không thể công vào cái hốc này vì nó toàn nhà cứng. Bây giờ thì ăn thủng rừng như một con chém vào, nó không giải quyết vấn đề gì anh em ạ.
một chém của 98 vào đây và nó sẽ nằm xuống thôi. Xả ra nguyên vấn đề gì nhưng bỏ gỗ đang bị chơi tới từ cái thủ chim sẻ và 98 bắt đầu ra lại ruộng nhà rồi. Cái Đào Đức Thanh với từ quý 1 ạ. Ban chim sẻ nhưng 98 cố lên em. Hay thế nhờ. Rồi gì ở chém của đối phương thôi. Đó anh em có thể nhìn thấy khi mà mình vừa mở cam toàn cảnh trực tiếp tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Láng Thượng vẫn đang rất là sôi động. Thì anh em có thể đến trực tiếp tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Láng Thượng thưởng thức những món ăn ngon và có những không gian, có những buổi tiệc thực sự là tuyệt vời cùng với bạn bè người thân mình tại đây. Rất bắc bình luôn anh em ạ. Anh em nào chưa đến thì nên đến để trải nghiệm. Thêm một khoanh ruộng nữa tới từ game thủ chim sẻ đây rồi. Vâng, hiện tại thì quỹ donate chúng ta đã lên được con số là hơn 141 triệu Việt Nam đồng rồi. Thì vẫn rất mong anh em thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho game thủ tham gia giải đấu ạ. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Tham lai đầu số là 4x tới từ game thủ chim sẻ và 98 đang cố gắng để có thể móc máy nhưng nhà 98 đã bay ruộng rồi. 98 đã bay ruộng. Xin lỗi anh em, chúng tôi vừa có một chút thao tác về kỹ thuật để chỉnh lại cho anh em ở trên kênh TikTok của Game Thủ Chim Sẻ Nắng. Và quay trở lại với trận đấu này, 98 đang lao vào, nhưng lao vào như thế này thì vỡ em ạ. Bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu chém cho đủ với những con cung RACDA 84 cộ 2? Rất nhiều cung tới từ Game Thủ Chim Sẻ và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho Game Thủ Chim Sẻ Nắng. Lấy lại vị thế của mình nào. Cày ghê.